Thôi anh em mình vô làm MV đây, mình coi thứ anh em đang làm cái gì hôm nay nha các bạn. Ôi anh em lại đóng kín dữ à. Cái gì đây, cái gì đây? Wow. Lên 3 ký không? Anh em xem mực của anh em muối nè anh em ơi. Ồ, con này mấy ơi. Mực tư không? Ồ, ba. Đó, anh em thấy không? Mực cỡ này nè, trọng trọng cỡ này là y bài luôn nè. Vừa ăn luôn. Vừa con mực luôn nha. Vừa lắm luôn. Mực này anh em mình mới lấy ở cảng về nha anh em ơi. Tôi rói luôn. Thêm ký nữa. Hút thôi. Bao nhiêu cái cậu? Này mực để cho nghe ông cậu mình muối kỹ về nha. Bao nhiêu ký đây? Sao? 55 ký hả? 53 ký. 53 ký trừ cái thùng 3 ký hả? Là 50 ký mực hả? Đúng rồi. Là bao nhiêu ký muối? 10 ký muối. Gì? 10 ký muối. 50 ký mực, 10 ký muối hả? Đúng rồi. 51. 51 hả? Ok anh em ơi, 50 ký mực, 10 ký muối có nghĩa là cộng cộng tỷ lệ là 51 muối đấy. Đấy gọi là muối chua nha anh em ơi. Đây, lượng mới ra đây chuẩn bị chút nữa thì mình chế mì ăn nha. Lựa thêm mấy con này giống. Đây. Đó đấy. Anh em lựa mấy con xíu để mình chế mì ăn thử mực đây, chế mì ngon cỡ nào nha các bạn. Bất bại luôn. Muối đây là muối trắng đề dây nha anh em ơi. Đây. Em thấy không? Muối tăng tinh không? Anh em thấy không? Một sản phẩm mắm của anh em mình. Đó, mực muối chua, anh em hỏi mực muối chua là sao? Mực muối chua có nghĩa là anh em muối hơi nhạt. Đó, cho nên tốc độ nó tan nó ngấu rất là nhanh nha anh em ơi. Cho nên anh em mà cứ đặt về anh em bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng được lâu hơn nha anh em ơi. Chứ anh em không muối mặn lắm, muối mặn lắm thì con mực nó hết cái độ ngọt, hết độ thơm của con mực nha. Mực đó muối chua là đói luôn nha anh em. Còn miner còn óng ánh nè, ha. Miner sạc sạc đây. Đó. Anh em thấy con mực dừa không? Đây là mực riêng cho anh em. Đậu đậu vô ơi. Ờ để từ lấy nữa. Cho anh em xem à, sản phẩm của anh em mình đó. Anh em mực muối. Rồi. Thôi, đừng đụng tay vô. Cậu mày để nó con căng vô. Phải con cậu cái tem, cậu mới được nè nha. Đó, anh em thấy không? Đủ ký nhau. Anh em tranh thủ đặt hàng nha. Mấy ký rồi. Vẫn là theo tỷ lệ anh em mực muối. Mực để chế mì tôm ăn đạt không đó? Đạt. Được lửa mấy ngon ngon chưa? Chuẩn ấy luôn. Xí này mình chế mì tôm mấy mực cho anh em ăn luôn nha. Thằng nữa buổi mực chế mì tôm nha. Đấy, đây là mực lựa ra để xíu này mình ăn đấy. Xíu này mình sẽ ăn cho các bạn xem ngon cỡ nào nha. Mực tươi thì anh em nhìn biết liền. Bây giờ chế mì tôm Vũ anh. Để đầy xô rồi. Đây. Có thêm không Vũ? Đầy xô rồi để cái đấy ở ngoài chuẩn bị nhúng ăn tiếp. Anh em lựa mấy con to ấy. Đó. Bỏ mày vô. Nè, quy tí nha. Đấy, anh em thấy không? Mực dễ muối nó mới ngon nha. Wow, mực cứng không? Chắc là luôn còn quen con mực thôi. Quy tí nha anh em. Mực dãy làm mắm nó đã. Anh em tranh thủ đi, lụm đi anh em ơi. Ý xì luôn. Cậu ơi tranh thủ hết ra rồi cậu ơi. Ủa sao em nấu sao mà nó không ra cái túi đen hay hả? Nước nó sâu thì sâu là trút nó vô lại. Trút nó vô nấu. Rồi cả nhà ăn mì tôm nha. Mì tôm đạm bạc thôi các bạn ơi. Ngon thiệt á. Ôi cha. Nước vô. Quan trọng mực tư không chứ không phải mình bỏ đá cái thằng tư là. Em nó sực là nó giả bộ nha. Đó. Mực anh em mình gửi với đến tay mọi người là mực dày nha anh em. Muối mắm rồi hay ăn gì cũng là dày hết á. Một tỏi ra nha. Vô. Anh em nha. Úi chà 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 chà. Vô mà đã vũ đã luôn. Vô luôn. Xin con à. Đấy anh em ăn thêm á. Bị hút cũng làm cũng mực để ăn nó bị sao không nha. Bữa nào còn đem cái rê cho mà trồng đắp thiếu mà ăn đỡ.